Lên lên cái view mà lỗi rồi view gừng các bạn kêu view gừng. Khi mà các bạn đi vào đây ha, thì các bạn khi mà mệt thì bạn có rượu hay là bia trong người á, các bạn mệt thì ở đây có hai cái giọng. À, cái giọng của người ta để trước à các bạn, quay trước hai cái giọng đó, hai cái giọng đẹp quá. À, để cho các bạn ngủ đi, rồi đi tiếp luôn. Nếu đây các bạn có vấn đề gì gặp về tâm sinh lý thì sử dụng đây. Đây các bạn thoải mái, các bạn mát quá, các bạn có cùng đi gần đi đâu xa vậy. Các bạn thấy cái lồng chim này không, cái lồng đó không, lầu nãy bắt chim nào, lầu bắt chim. Thôi tôi nói chơi thôi các bạn. Đây là thiết kế ở trên rừng nha các bạn. À, đây là thiết kế ở xung quanh đây các bạn, quay trợ lý quay phim thôi. Đây đây là một cái nhà hàng ở cũng ở mấy biển luôn, nhưng mà khi bạn đặt người ta mới cho bạn vô ha. À, đây người ta thiết kế thùng rác theo kiểu cổ đại phong kiến. Thùng rác này các bạn chạy trợ lý coi ra xem là quay các bạn. Em có dỗ bia vô này đâu các bạn, đó đây nói luôn này luôn các bạn, nói này luôn bạn thấy bên kia là gì không, bạn thấy bên kia lấp lùng quá. Ok, đây thì bạn nếu lần đầu tiên các bạn vô đây các bạn không biết đường đi thì đây có bạn hướng dẫn trợ lý phim quay các bạn hướng dẫn ha. Nào, restaurant ha, bên đây là một cái nhà hàng nữa. Bên đây một cái nhà hàng nữa. Nhà hàng trên đá. Mấy cái này cái gì tôi cũng không biết cái gì luôn. Ở khách sạn này là các bạn biết như thế nào? Nó rất phù hợp cho cái buổi sáng. Là tại sao? Tại vì cái này buổi sáng bạn lội xuống như tập thể dục vậy đó, bạn lội lên. Tôi khuyến cáo các bạn bị bệnh xương khớp là không được đi vào cái khách sạn này. À, đi vô.